Nam Mô Di Đà Phật. Tiếp theo trong phần vấn đáp, câu hỏi đầu tiên chúng con xin kính mời Máy Tuệ Giác Ban Hộ Niệm Tùy Duyên thành phố Bảo Lộc, và chúng con kính mời Máy Quảng Thiện chuẩn bị. Dạ, Máy Tuệ Giác hiện giờ đang không có người, chúng con xin kính chúng con xin kính chuyển đến câu hỏi của thầy Thích Hạnh Phú, và chúng con kính mời đạo tràng Đức Nghiêm Hiệp Hòa Bắc Giang chuẩn bị. Dạ, A Di Đà Phật, thầy Hạnh Phú cũng chưa có xuất hiện luôn. Tiếp theo chúng con xin kính mời đạo tràng Đức Nghiêm Hiệp Hòa Bắc Giang. Dạ, chúng con kính mời Máy Khánh Nguyện An. Khánh Nguyện An mình cũng chưa có. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch Tri Ôn Đức Tăng Ni tham gia chứng minh. Con kính bạch thầy Diệu Ân Tịnh Hải, xin thầy từ bi cho con hỏi một câu hỏi ạ. Đời người thật là vô thường. Chồng con đang đi làm thợ xây thì huyết áp tăng cao và đưa ra bệnh viện, bác sĩ bảo đứt mạch máu não và đưa về nhà. Chúng con đã mời ban hộ niệm trợ duyên, cũng nhờ vào niệm Phật mà chúng con bình tĩnh, không khóc, không phiền não, niệm Phật cho chồng con được 2 đêm 1 ngày. Nhưng thực sự là chồng con ra đi quá đột ngột, chưa buông xuống được sự biến ái của thương nhớ vợ con, và đang làm thợ xây bôi bữa dính đầy người, cho nên là đã phải xúc chạm thân thể, thay áo, chồng con đã tiểu tiện ra quần và các ống sông tắm trên người chẳng chịt. Vậy sau khi hộ niệm thời gian dài nhưng vẫn không viên mãn, vậy con xin kính hỏi thầy, trong thân trung ấm 49 ngày này, gia đình con có phát tâm làm việc thiện lành rồi mời đạo tràng hàng tuần về trợ niệm, và tuần thất thứ đầu tiên và thứ hai được quý thầy Thích Pháp Hòa và ba sư cô chân tâm về để khai thị tiến tấn cho chồng con. Vậy chúng con quyết tâm giúp đỡ cho chồng con trong thân trung ấm này, thì con hỏi thầy là chồng con có cơ hội được vãng sanh hay là tránh được ba đường ác không ạ? Và ý thứ hai con muốn hỏi là đạo tràng chúng con đi hộ niệm cho một ca ông được viên mãn mềm dẻo, thì có người cháu ngoại, gọi ông là cháu ngoại, đã phát tâm là mua đồ ăn cho đạo tràng chúng con đi hộ niệm cả một đời. Vậy con xin hỏi thầy, chúng con tu tập còn nhiều kém như vậy thì có được nhận cái đồng tiền họ phát tâm lớn như vậy không ạ? Con thành kính thiên trong cái điều thầy. Ai là Phật già rồi. Con kính mời thầy trả lời. A Di Đà Phật, chị câu hỏi hơi dài, có thể thầy chị trả lời ý thứ nhất rồi ý thứ hai có thể chị sẽ hỏi vào trong buổi sau nhé. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nghe cái câu chuyện này thì cũng để nhắc nhở cho chúng ta, muốn hộ niệm cho người thân mà an toàn hơn, có nhiều cái cơ hội vãng sanh hơn. Tôi xin đạo tràng của mình nên ngồi xuống, đừng có quỳ chắp tay mỗi lớp A Di Đà Phật. Xin chư vị là đừng nên sơ ý, để cho đến cái lúc cuối cùng rồi mới hộ niệm. Thì xin thưa là với cái bằng cái đạo tràng Đức Nghiêm của mình là khi để tới cái giờ phút cuối rồi, tức là trước khi mà chuẩn bị xả bỏ báo thân rồi thì mới mời ban hộ niệm, thì cái sự thành tựu nó rất là mong manh chứ vậy ơi. Ngay trong cái tọa đàm mà gọi là hộ niệm chú ý thì Tịnh Hải này cũng đã nhắc nhở cho vậy là đừng bao giờ để cho đến cuối cùng rồi, khi gặp cơn đại bệnh hoặc là chuẩn bị coi như là lâm chung rồi mới hộ niệm. Xin thưa thật là vô cùng khó khăn, không đơn giản đâu. Thì cái sự mà thất
bại của chồng của chị cũng là cái chuyện mà để răn đe, để nhắc nhở cho chúng ta. Vì là phàm phu chúng ta thường vướng chấp rất nhiều. Dẫu rằng trong cái đời này mình có tu hành nhiều, nhưng mà vì cái tâm mình mê mà, trong lúc tu mình vẫn có thể làm điều sơ suất. Và nhiều khi những cái ý niệm, những hành động mình sơ suất nó nhiều quá, thì đến lúc mà mình đối diện với cái tình trạng là chuẩn bị lâm chung rồi thì nghiệp chứng ứng hiện. Thân xác thì rã rời, tâm hồn thì bấn loạn, mơ hồ hết trơn. Mà tâm căn thì luôn luôn tán loạn hết trơn, rất khó mà để hộ niệm được. Cho nên mong chị phải hiểu rằng cái chuyện này là cái chuyện đương nhiên là do mình sơ ý. Cho nên mong chư vị phải nghe được câu chuyện này thì hãy loan truyền cái phương pháp hộ niệm này ra. Khi chúng ta còn đang khỏe này, cố gắng liên lạc với ban hộ niệm để người ta giúp đỡ. Giúp đỡ bằng cách nào này? Nếu mà mình còn khỏe, người ta khuyên mình lo niệm Phật liền đi, lo tu hành liền đi, lo kết hợp với đạo tràng liền đi, để từng ngày mà mình đi niệm Phật cộng tu chung với nhau, đại chúng đồng tu nhắc nhớ cho mình những cái sơ suất. Mình cố gắng lắng nghe họ đi để mình bỏ rất nhiều những cái sơ suất này, thì khi mình nằm xuống mình hưởng được rất nhiều cái ưu điểm, mình gỡ được rất nhiều cái oán nặng, và chính mình gỡ được những oán nặng đó rồi niệm Phật vãng sanh mới được vãng sanh. Chứ còn ban hộ niệm lúc đó mà hộ niệm cho mình thì thực ra nó đã vượt qua khỏi cái giới hạn mà của một cái ban hộ niệm rồi. Cho nên mong chư vị phải chú ý cho nhé. Thì khi mà người chồng của mình làm như vậy, chư vị tiếp tục trong 49 ngày cố gắng làm thiện làm lành, phóng sanh, đem công đức đó hồi hướng cho người chồng của mình, và luôn luôn ở trước bàn vong tìm cách khai thị để nhắc nhớ cho cái vong linh của người chồng của mình ngộ ra con đường niệm Phật vãng sanh. Chúng ta cứ làm như vậy. Nếu mà mời được các vị chư tăng tới khai thị thì càng tốt. Nếu mà chư vị mà có những cái ban hộ niệm mà ta coi thời giờ người ta tới ta niệm Phật rồi người ta khai thị giúp đỡ cho thì càng tốt. Mà mình hy vọng rằng là cái người chồng của mình nếu mà nghe được những lời này mà tự nhiên giật mình tỉnh ngộ thì có thể vãng sanh, có thể vãng sanh. Cho còn thế nào này không dám nói là chắc chắn được vãng sanh. Mong chư vị phải đem cái lòng thành gọi là chí thành chí kính của mình lạy Phật cầu Tam Bảo gia trì, đem công đức lành phóng sanh, rồi cúng dường Tam Bảo, rồi in kinh ấn tống, làm tất cả những việc là này, đem công đức hồi hướng cho chồng mình, hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên với chồng mình, tìm cách gỡ nạn ra. Mình cố gắng mà làm hết toàn sức mình làm như vậy, đây là cái điều rất tốt. Nếu mà trong 49 ngày người chồng của mình chưa đi đầu thai mà nghe được cái lòng thành này mà tự nhiên giác ngộ ra quyết tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì có thể được vãng sanh. Còn dễ hay khó thì thưa ông nói là thực sự không phải là dễ, không phải là dễ. Cái đấy tùy thuộc vào cái người chồng của mình, tức là cái hương linh, cái thần thức người chồng của mình có ngộ ra, có làm được hay không. Đây là cái điều mà chủ yếu để cho một người được siêu thoát. Mà nếu mà chư vị cố gắng quyết lòng mà làm như vậy thì cái việc công đức của chư vị lớn, có thể hồi hướng cho chồng mình hướng được cái công đức đó, có thể giảm được cái nghiệp ác, để mà hướng được cái nghiệp lành thì cái đó là chắc chắn có. Cho nên mong chư vị cứ cố gắng làm đi, chứ còn nói là chắc chắn có được vãng sanh hay không thì tình hải này không dám hứa. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính tri ân thầy.